15X Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15X Bình Dương nha. Thì bây giờ các anh em sẽ cùng nhau dọn dẹp mộ của cậu Năm sáng nay. Sẽ xem coi là bao nhiêu phút để hoàn thành nha. Chân đó hay là chân nhỏ đó, các cái chân nhỏ nó có cái phọc kê này, cầm máy chặn quá chứ
vòng hoa vòng bông nãy giờ. Được rồi. Hôm hôm YouTube coi thấy cậu chữ đúng. Nói gì đâu mà lúc mà cậu năm ốm đau nằm viện hết tới thăm hết tới hồi chết rồi cái vô nhận con nhận cháu tùm lum hết. Đúng rồi. Tại vì anh có nhận không? Không đâu dám nhận con cháu cậu đâu. Cậu kia tổ con nằm mất đầu vậy hết trơn á. YouTube tên gì em về em đăng ký ra nè. Dạ. Em về đăng ký anh YouTube anh tên gì em về em lên YouTube em sợ cái em đăng ký nha. Bùi Hải Vlog. Bùi Hải Vlog không? Dạ. Tưởng nó giống bà Tân Vlog nữa là kỳ lắm. Này Bùi Hải Vlog. Đâu không biết đặt xe lại còn đùi nó đóng vô đâu mà lại. Mày bắt lo anh ơi. À, có cái nghe nói trong đây có cái chùa mà. Chùa nằm lúc phía kia lớn. Mà cái đùi này chắc tao không cho vô trong đúng đó. Rồi. Đó là chùa lưu cốt mà. Không có cho ba thối mà đùi vô. Đúng rồi, chùa thì đâu có mặc đùi vô được. À, về kiếm cái quần dài đi mình vô được. Bữa nay chắc bà con cô bác ít nên mình để ghế ra ai tới thì thấy không. Hình như còn cây chổi nữa phải không Tài?
Rồi bây giờ 15 bus sẽ vào trong để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. Bây giờ là cơ bản đã hoàn thành rồi. Sáng có anh trai này là sơm tụ hẳn lên ha. Cho con hát cái gì đây? Hả? Cho con hát. Cái vở tuồng như nãy mà anh nhắc đó. Hay chuyện chàng lúa. Chuyện chàng lúa. Giờ hôm nay lên cái vở là chuyện chàng lúa ha. Cho cậu đi chăn trâu mất trâu đi cày mất cày. Ông đi giấu cày và ông chưa ông là cày xong chưa. Ông la lớn lên. Tôi giấu cày cho cái bụi cái. Rồi tôi về đây ăn cơm, đi ăn cơm trong ra mất tiêu cái cày. Đi giống cày mà la vợ xong sao nãy anh la nói là một kiền liên à, cái đó là một liên của mẹ, một liên của mẹ à. Vậy giờ mình hát qua tuần nào nào chính thức được giới thiệu cho bà con quá nè. Rồi giờ không thuộc tuần, ý là mình giới thiệu tuần đi cho hát. Cậu hát thôi, cho cậu hát này, cho cậu mà mới cho cậu năm hát có yêu cô gái Bạc Liêu đi. Điều cái đó hay lắm á. Ờ ghê vậy, yêu cô gái Bạc Liêu rồi. Ok chốt đi quý chú anh chị ơi. Thì sáng nay anh em mình đã dọn hoa xong rồi, quý chú chị ơi, thì cũng thông báo chiều nay là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ trình diễn ca khúc mà phải nói là chú rất là tâm đắc luôn đó. Đó là ca khúc được mang tên yêu cô gái Bạc Liêu. Bạc Liêu quý chú anh chị. Ờ cái tấm hình đẹp quá mà bây giờ đã bị là không còn cái khung nữa, nó rất là uổng luôn. Như các cô chú thấy ha. Mà bây giờ kẹp vô đây thì cũng không được, kẹp đây thì sai. Thôi bây giờ như vậy, đừng kẹp vô đây thì nó sai không được. Bây giờ mình sẽ tìm một cái vị trí nào đó thích hợp hơn. Ở đây sẽ có lý hơn nè. Bây giờ mình sẽ làm hết, sẽ để cái điện thoại đây trước. Đến đây thì 15 m xin phép là tạm dừng video này tại đây nha. Như vậy là ổn rồi nha bà con cô bác. Tấm hình của chị lành ha. Đã bị vỡ cái khung với kính. Thì bây giờ mình lấy cái tấm hình mình kẹp ở đây. Như vậy là khá ok rồi ha. Rồi bây giờ thì 15 m xin phép là tạm dừng video này tại đây nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều.